Xin chào các bạn đã đến với linh kiện laptop tin cậy 100. Với việc xác định sạc adapter laptop là bộ nguồn có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng của laptop, vì vậy tin cậy 100 chỉ bán ra loại sạc laptop có thời gian bảo hành là 24 tháng, một đổi một nếu phát sinh lỗi. Sau đây tin cậy 100 xin giới thiệu qua những hình ảnh về sạc laptop chất lượng mà tin cậy 100 cung cấp. Đầu tiên là sạc laptop chất lượng Dell. Sạc laptop chất lượng Acer. Tiếp theo là sạc laptop chất lượng Lenovo. Đây là hình ảnh của sạc laptop chất lượng Soli. Sạc laptop chất lượng Asus. Sạc laptop chất lượng HP. Sạc laptop chất lượng Toshiba. Sạc laptop chất lượng Samsung. Đặc điểm nhận dạng cơ bản của sạc laptop chất lượng là cầm chắc tay, nặng sạc. Giao diện của sạc nhìn trông khôn. Thời gian bảo hành của sạc chất lượng thường từ 15 đến 24 tháng. Để biết thêm thông tin chi tiết về sạc laptop chất lượng phù hợp với máy tính xách tay của bạn, vui lòng liên hệ tới hotline 0962 555 272. Tin cậy 100 tư vấn 24/24, phục vụ các bạn. Xin cảm ơn.